Kính chào quý vị đến với những tin tức của báo Thanh Hóa. Ngay sau đây, mời quý vị theo dõi những tin tức chúng tôi vừa mới cập nhật. Trước những nghi vấn về việc đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông giống với một số thông tin trên mạng xã hội, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định không có việc lộ đề. Thông tin trên được ông Nguyễn Ngọc Hà, phó cục trưởng Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu tại buổi họp báo kết thúc kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 diễn ra vào chiều 28 tháng 6. Theo ông Hà, với đề môn ngữ văn phải trùng đoạn trích và lệnh hỏi như đề ra mới coi là lộ đề. Còn chỉ giống tên tác phẩm thì chỉ là suy đoán của các cá nhân vì giới hạn ra đề là các tác phẩm trong sách giáo khoa. Ông Hà thông tin, với đề tiếng Anh, các ngữ liệu cần sử dụng từ nguồn tin cậy, từ sách vở, các tờ báo uy tín nước ngoài, do đó, việc trùng hợp là điều bình thường. Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết thêm, công tác bảo mật đề thi được diễn ra chặt chẽ tuyệt đối. Thứ trưởng cũng khẳng định đến 18 giờ ngày 28 tháng 6 chưa phát hiện sai phạm nào liên quan đến việc lộ đề, phát tán đề thi. Ông Thưởng nói nếu quá trình chấm thi phát hiện sai phạm, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật. Trước khi diễn ra kỳ thi, tài khoản mạng xã hội có tên là Maru thông tin lộ đề thi tốt nghiệp gây xôn xao mạng xã hội. Bài viết này chỉ rõ các nội dung sẽ có trong đề thi 3 môn toán, Ngữ văn và tiếng Anh. Tài khoản này nói rõ với môn tiếng Anh, 7 câu ở bài đọc hiểu trong đề tiếng Anh được lấy từ một trang báo lớn của Mỹ đăng vào ngày 28 tháng 5. Một số câu lấy của một trường đã từng ra đề cuối học kỳ 2 cách đây 4 năm. Với môn toán, thông tin nói rõ 30 câu đầu rất dễ, từ câu 33 khó dần, 7 câu cuối rất khó. Đặc biệt bài viết lộ đề nhấn mạnh Đất nước sẽ là tác phẩm vào đề văn năm nay. Sáng 27 tháng 6 Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phát đi thông báo khẳng định tất cả thông tin đăng tải lan truyền về việc lộ đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 đều sai sự thật. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 cả nước có 1.071.393 thí sinh, trong đó số thí sinh đăng ký trực tuyến là 1.014.020, chiếm 94,66% tổng số thí sinh số thí sinh đăng ký trực tiếp là 57.373, chiếm 5,34%. Tổng số thí sinh tự do là 46.978, chiếm 4,38%. Số liệu thống kê theo báo cáo của các địa phương và các đoàn thanh tra kiểm tra cho thấy, trong cả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, trên cả nước có 30 thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu và mang điện thoại vào phòng thi. Trong số 30 thí sinh vi phạm quy chế thi có tới 26 thí sinh bị đình chỉ thi, 9 thí sinh sử dụng tài liệu và 17 thí sinh sử dụng điện thoại di động. So với năm 2023, số lượng thí sinh bị đình chỉ thi giảm 15 em. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2023 có tới 41 thí sinh vi phạm quy chế thi dẫn đến bị đình chỉ. Theo thông tin ban đầu, vào sáng ngày 28 tháng 6, cư dân một chung cư ở đường Đình Thôn, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, nghe thấy tiếng động mạnh ở sảnh của tòa nhà. Ngay sau đó, cư dân bằng hoàng khi phát hiện một cô gái nằm trên mặt đất nên báo cơ quan công an. Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 1 xác nhận sự việc. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân phường Mỹ Đình 1 cho biết, theo báo cáo ban đầu của cơ quan công an, tại sảnh E1 của tòa nhà CT8, chung cư J Emeran, có người nước ngoài rơi từ tầng 31 xuống đất đã tử vong. Xác minh ban đầu cho thấy nạn nhân là phụ nữ người nước ngoài còn khá trẻ. Hiện lực lượng chức năng đã phong tỏa hiện trường, tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc. Sáng 28 tháng 6, người dân ở phường Long Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh phát hiện một thi thể nữ trôi dưới sông Đồng Nai nên kéo vào bờ rồi trình báo. Công an thành phố Thủ Đức sau đó có mặt vớt thi thể nạn nhân lên bờ để khám nghiệm. Ghi nhận ban đầu nạn nhân khoảng 20 đến 30 tuổi, mặc đồ lam màu vàng, áo khoác Trước đó khoảng 17 giờ 30 phút chiều ngày 27 tháng 6, người dân phát hiện một thi thể nam trên sông Sài Gòn đoạn qua cầu Phú Mỹ, phường Thạnh Mỹ Lợi nên trình báo. Ghi nhận tử thi nam khoảng 25 đến 30 tuổi, mặc quần tây đen, áo sơ mi đen ngắn tay, tóc nhuộm vàng, không có giấy tờ tùy thân. Trưa 27 tháng 6, dưới sông Rạch Chiếc, phường Trường Thọ, người dân đi xà lan cũng phát hiện một thi thể nữ mặc quần jean, áo thun màu vàng, áo khoác. Công an thành phố Thủ Đức kêu gọi ai có người thân mất tích, có đặc điểm giống các tử thi nêu trên thì tới liên hệ để nhận dạng. Khoa Gia Liễu, Bệnh viện Bạch Mai vừa điều trị thành công cho ca bệnh hiếm gặp thứ 10 trên thế giới. Sau gần 200 ngày với hai đợt nhập viện, bệnh nhân NQT mắc bệnh Pemphigus áo U, đồng thời có khối U lớn sau phúc mạc đã được cứu sống và điều trị thành công. Dù có lúc bệnh nhân và gia đình xin được thuận theo ý trời, bỏ điều trị, về nhà chờ định mệnh, nhưng các bác sĩ và nhân viên y tế của khoa gia liễu đã động viên dốc toàn lực để giúp bệnh nhân cãi mệnh trời trở lại với cuộc đời. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai cho biết, Tháng 12 năm 2023, bệnh nhân Nguyễn Quốc Tê, nam 19 tuổi, nhập viện khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai trong tình trạng loét chợt niêm mạc miệng nặng kèm theo tổn thương da đa dạng với các biểu hiện sẩn, mảng đỏ tím, mụn nước, bọng nước, giải rác toàn thân. Tổn thương da nhanh chóng tiến triển thành các mảng trợt da rộng, chiếm hơn 70% diện tích cơ thể. Tổn thương lét trợt niêm mạc miệng đau rát nhiều khiến bệnh nhân ăn uống kém, thể trạng nhanh chóng suy kiệt. Ngoài biểu hiện nghiêm trọng về da và niêm mạc, chúng tôi còn phát hiện ra bệnh nhân có khối u lớn sau phúc mạc, kích thước khoảng 136 x 65 x 131 mm, đè đẩy nhiều tạng xung quanh. Bệnh nhân nam, 19 tuổi, vào viện với biểu hiện lét chợt niêm mạc nặng và tổn thương da đa dạng với các sần, mảng đỏ tím, mụn nước, bọng nước, giải rác toàn thân. Nhưng các dấu hiệu lâm sàng và kết quả các xét nghiệm phức tạp mỗi lần cho một kết quả khác nhau khiến hội đồng hội trần của Bệnh viện Bạch Mai chưa thể đưa ra kết luận cuối cùng để có lộ trình điều trị phù hợp. Chúng tôi lục tìm trong y văn, tìm những ca bệnh tương tự và đưa ra được chẩn đoán cuối cùng. Bệnh nhân mắc bệnh lý Pemphigus áu u với bằng chứng xét nghiệm miễn dịch huỳnh quang gián tiếp trên bằng quang chuột cho kết quả IgG dương tính ở khoảng gian bào và mang đáy. Bác sĩ chuyên khoa 2 Trần Thái Sơn, trưởng khoa gia liễu Bệnh viện Bạch Mai cho biết. Dựa trên các báo cáo được công bố, ước tính tỷ lệ mắc pemphigus áo u dưới 1 trên 1 triệu dân mỗi năm. Tại Việt Nam, các dữ liệu về bệnh pemphigus áo u còn khá hạn chế và chưa có bất cứ báo cáo ca bệnh nào được công bố. Trong thời gian này, có thời điểm bệnh nhân và gia đình có ý định bỏ cuộc, bày tỏ nguyện vọng xin về nhà, có thời điểm tình trạng sức khỏe của bệnh nhân nguy kịch, tỷ lệ tử vong rất cao, trên 90%. Các bác sĩ và điều dưỡng vẫn cần mẫn tỉ mẩn lau rửa các mảng da, chăm sóc toàn diện cho bệnh nhân. Sau 3 tháng điều trị, với những nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ và gia đình người bệnh, tổn thương da đã phục hồi, thể trạng được nâng cao, bệnh nhân đủ điều kiện phẫu thuật lấy bỏ khối u. Cuộc phẫu thuật may mắn diễn ra thuận lợi dù được tiên lượng trước vô cùng khó khăn. Hậu phẫu, bệnh nhân ổn định tổn thương da và niêm mạc phục hồi. Đến nay, sau hơn nửa năm, tính mạng của bệnh nhân đã được hồi sinh và có cuộc sống mới. Bệnh nhân đã được xuất viện. Gia đình bệnh nhân bày tỏ sự biết ơn sâu sắc tới đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Bạch Mai và chia sẻ bệnh viện đã trở thành ngôi nhà thứ hai và dường như là nơi đã sinh ra bệnh nhân một lần nữa. Ngày 27 tháng 6, tòa nhân dân tỉnh Bình Thuận đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Lộc, 19 tuổi, 15 năm tù giam về tội giết người trong vụ án sát hại cha ruột rồi định đưa đi hỏa thiêu, gây xôn xao dư luận vào đầu năm nay tại thành phố Phan Thiết. Theo cáo trạng, Lộc sống cùng cha là ông Trần Văn Tài và bà nội là bà Phạm Thị Tuyết tại phường Hưng Long, thành phố Phan Thiết. Trong năm 2023, Lộc có quen một người bạn gái muốn cưới làm vợ nên nhiều lần yêu cầu cha điện thoại cho gia đình nhà gái để xin cưới nhưng ông Tài từ chối vì cho rằng Lộc còn nhỏ tuổi. Khoảng 23 giờ ngày 25 tháng 1, sau khi ông Tài nhậu xong thì Lộc có nói chuyện về việc đi hỏi vợ cho mình. Tuy nhiên ông Tài không đồng ý nên cha con xảy ra mâu thuẫn cãi nhau. Lúc này ông Tài xuống khu vực bếp lấy một con dao cầm trên tay rồi cả hai tiếp tục lời qua tiếng lại. Trong lúc vật lộn rằng co, không may con dao tấn công vào ngực ông Tài sau khi vụ việc xảy ra, Lộc và người thân trong gia đình không báo lực lượng chức năng mà tự ý dọn dẹp hiện trường, xóa dấu vết. Theo kế hoạch, gia đình sẽ đưa thi thể ông Tài đi hỏa thiêu vào ngày 28 tháng 1. Đến khoảng 13 giờ ngày 26 tháng 1, hối hận vì những gì đã gây ra, Lộc đã cùng người thân đến cơ quan cảnh sát điều tra, công an tỉnh Bình Thuận đầu thú và khai báo về hành vi sử dụng dao tấn công khiến cha ruột thiệt mạng. Theo tòa, hành vi của Trần Văn Lộc đã phạm vào tội giết người với tình tiết định khung tăng nặng hình phạt là giết người thân tuy nhiên do lộc thực hiện tội phạm phần nào cũng là do trước đó bị hại có lỗi khi đe dọa lộc nên hành vi phạm tội của lộc không có tính chất côn đồ đối với bà phạm thị tuyết là người có mặt tại thời điểm xảy ra xô xát giữa ông tài và lộc dẫn đến ông tài tử vong tuy nhiên trong lúc lộc dùng dao tấn công ông tài thì bà tuyết không nhìn thấy được do bị che khuất tầm nhìn bà cũng đã hợp tác với cơ quan điều tra khai báo đầy đủ giúp cho việc xử lý vụ án kịp thời không gây ảnh hưởng đến công tác điều tra mặt khác sau khi ông tài tử vong bà tuyết có sang nhà hàng xóm là bà trương thị năm nhờ trình báo sự việc cho cơ quan công an hơn nữa bà tuyết đã tác động lộc đi đầu thú bản thân bà đã lớn tuổi nhận thức pháp luật hạn chế do đó chưa đến mức khởi tố xử lý hình sự đối với bà phạm thị tuyết về tội che giấu tội phạm đối với bà trần thị hồng nhung con gái bà tuyết cô ruột lộc sau khi được lộc điện báo bà nhung trực tiếp đến hiện trường lẽ ra bà phải nhận biết được sự việc anh trai tử vong là có dấu hiệu không bình thường phải báo cho cơ quan công an tuy nhiên bà lại gọi dịch vụ mai táng đến là không đúng quy định xét thấy sau khi cơ quan công an phát hiện giải thích bà đã chấp hành và hợp tác với cơ quan điều tra để xử lý vụ án kịp thời không ảnh hưởng đến công tác điều tra vụ án hơn nữa khi bà biết lộc tấn công ông tài thì bà cũng đã tác động khuyên bảo lộc và bà trực tiếp đưa lộc đến cơ quan công an đầu thú hành vi dọn dẹp hiện trường diễn ra trước khi bà biết rõ về hành vi phạm tội của lộc do đó hành vi của bà trần thị hồng nhung chưa đến mức xử lý về tội che giấu tội phạm